khu vực này rất nhiều hoa luôn. Đấy, có thể quan sát rất lóng hoa luôn, hoa rất đẹp. Hoa này ở đâu đưa về đây anh ơi? Đà Lạt đấy anh? À, đẹp quá. Đấy, mọi người quan sát rất đẹp. Chợ này là chợ hoa đầu mối của thành phố Nam Định. Tất cả các cái nhà bán ra lẻ hoa thì đều phần lớn đều mua ở đây. Ở đây thì không chỉ có hoa của Nam Định mà còn có hoa của các nơi, kể cả hoa Đà Lạt. Đây, này là các cái hoa được đưa từ các nơi xa về. Tất cả hoa đều được đóng trong thùng. Rất đẹp luôn. Ta đi tiếp ra khu vực này thì còn nhiều nữa. Đây mọi người thấy chỗ này còn có những cái xe tải đang đưa hoa xuống này. Rất nhiều hoa như này nhưng mà chỉ một đêm thôi là có thể tiêu thụ hết luôn. Cái quả mi mọi người. Hoa ly rồi. Ly hoa cúc, hoa hồng, các cái cành lá để cắm hoa. Đây con này, chỗ này có cả hoa dơn. Đấy, những chiếc xe chở hoa rất nhiều. Mua hoa về và để sáng mai mang ra chợ bán. Còn này rất nhiều hoa cúc. Hoa cúc này thì là đưa từ Mỹ Tân và Phú Long lên. Đẹp luôn. Đây mọi người, những chiếc xe chở hoa đã được đưa hết xuống rồi. Đây, hiện tại các loại hoa đưa từ chắc Đà Lạt ra. Khúc quả mi. Cúc hoa mi này là mang từ đâu về chị ơi? Ủa, không phải bán hàng à? Có người mua à? Dạ. Nó đẹp quá. Rất nhiều hoa ly nha mọi người nhé, này rất nhiều hoa ly. Còn phía đằng này nữa mọi người nhá, chúng ta đi ra phía đằng xa này còn rất nhiều hoa. Đằng này thì còn nhiều thể loại hoa nữa. Các loại hoa đưa từ Đà Lạt, rồi có thể cả những hoa nhập khẩu. Rất đẹp luôn.
vời. Ok, mình xin dừng tại đây nhá. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.